Em mà không đi á là anh buồn em dữ lắm á. Anh cứ từ chối hoài, mai mốt sao tụi này dám rủ anh nữa. Nhà em có một nguyên tắc, bữa cơm gia đình là không được bỏ, dù bất cứ lý do gì. Mâm cơm gia đình luôn được tin là nơi để gắn kết tình thân. Mẹ ơi, trứng khét quá à, không có ngon. Hôm qua thì mẹ nấu cơm sống, còn hôm nay thì trứng cháy thôi. Cơm canh kiểu này á, anh ăn còn không nổi. Nói gì con. Nhiều khi em thấy mình giống như cái máy vậy đó. Đi làm về hả, xong em cũng phải đi chợ nè, đi đón con nè, rồi chui vô bếp làm. Bây giờ anh về nhà hả, anh làm tất cả các việc nhà giống như em coi, anh làm nổi không? Tuy nhiên, nỗ lực sum vầy liệu có mang lại hạnh phúc khi mỗi thành viên vẫn đau đáu nỗi niềm riêng? Em đọc trên sách trên báo gì, em bắt là cái nhà là phải có nguyên tắc, bữa cơm sum vầy, rồi em kêu anh là phải cùng thực hiện với em để gia đình hạnh phúc hơn. Cảm nhận những thông điệp nhân gian sâu sắc với câu chuyện Mâm cơm gia đình trong chương trình phim ngắn cuối tuần lúc 19:50 Chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.